Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, Dindo, cơn bão số 4 của Philippines vào năm 2024 đã mạnh lên thành bão nhiệt đới. Theo bản tin lúc 5 giờ sáng ngày 19 tháng 8 của Cục Quản lý Thiên văn Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pagasa, dự kiến cơn bão sẽ rời khỏi khu vực chịu trách nhiệm của nước này trong ngày 19 tháng 8. Sức gió duy trì tối đa 65 km/h ở gần trung tâm, độ giật lên tới 80 km/h và đang di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ 10 km/h. Hiện tại, không có tín hiệu gió bão nhiệt đới nào được đưa ra do sự xáo trộn thời tiết này. Pagasa cho biết, bão nhiệt đới Dindo khó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các điều kiện thời tiết trong nước trong khoảng thời gian dự báo. Cơn bão nhiệt đới được dự báo sẽ di chuyển nói chung về phía bắc trong khoảng thời gian dự báo và rời khỏi khu vực chịu trách nhiệm của nước này trong ngày 19 tháng 8. Khi di chuyển ra khỏi khu vực chịu trách nhiệm của Philippines, bão nhiệt đới Dindo sẽ di chuyển về phía bán đảo Triều Tiên hoặc bờ biển phía đông Trung Quốc. Theo dự báo thời tiết, bão Dindo có thể sẽ vẫn là một cơn bão nhiệt đới trong giai đoạn dự báo. Cơn bão có khả năng xảy ra xu hướng suy yếu trong 24 giờ tới. Dù vậy, Dindo và gió mùa Tây Nam sẽ tác động đến thời tiết trên biển, gây ra những đợt sóng cao từ 1 đến 2 mét ở vùng cực bắc Luzon, Philippines. Pagasa khuyến cáo các tàu nhỏ nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Trong khi đó tại Việt Nam, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 20 đến ngày 22 tháng 8, vùng núi và trung du miền Bắc có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi cao hơn 200 mm. Nguy cơ ngập úng tại những vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc để chủ động ứng phó, giảm thiệt hại do mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt gây ra. Chiều tối ngày 19 tháng 8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị 16 tỉnh, thành phố miền Bắc từ Cao Bằng đến Quảng Ninh khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua. Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó giảm thiểu thiệt hại. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, tổ chức di dời, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn. Không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Cùng với việc trên, các tỉnh, thành phố tổ chức vận hành và triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, công trình đang thi công. Bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Sẵn sàng phương án phòng, chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều theo cấp báo động, kiểm tra, rà soát, triển khai công tác đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản, sẵn sàng phương án tiêu nước chống úng, bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khoảng tháng 9 đến tháng 11 năm 2024, trạng thái La Nina có thể xuất hiện với xác suất 60 đến 70%. Dự báo từ nay đến tháng 10 năm 2024, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng từ 5 đến 7 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 1 đến 3 cơn đổ bộ vào đất liền. Số lượng bão áp thấp nhiệt đới trung bình nhiều năm trên Biển Đông trong thời gian này là từ 6 đến 7 cơn, đổ bộ vào Việt Nam khoảng 3 cơn. Từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng từ 3 đến 4 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 1 đến 2 cơn đổ bộ vào đất liền. Số lượng bão áp thấp nhiệt đới trung bình nhiều năm trên Biển Đông trong thời kỳ này là từ 3 đến 4 cơn, đổ bộ vào Việt Nam khoảng 1 cơn. Dự báo số bão áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm, khoảng từ 2 đến 9 cơn. Dự báo khu vực miền Trung và các tỉnh phía Nam có thể là nơi đổ bộ chính của các cơn bão áp thấp nhiệt đới trong khoảng thời gian này. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng lưu ý thời gian này cần đề phòng các cơn bão hình thành ngay trên Biển Đông với diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường và khả năng đổ bộ đất liền rất cao. Từ đầu mùa bão đến nay, Biển Đông đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới và hai cơn bão, gồm bão số 1 Malacca và bão số 2 Prapirun.
Cả ba cơn bão áp thấp nhiệt đới này đều hình thành ngay tại Biển Đông, trong đó áp thấp nhiệt đới và bão số 2 dị thường, trái quy luật. Áp thấp nhiệt đới hình thành và hoạt động trên Biển Đông trong thời gian từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 7 đã hướng về đất liền các tỉnh miền Trung thay vì các tỉnh miền Bắc hay đi lên Trung Quốc như quy luật khí hậu thường thấy. Cơn bão số 2 hoạt động trên Biển Đông trong thời gian từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 7, bão suy yếu trên đảo Hải Nam rồi nhanh chóng mạnh trở lại ở vịnh Bắc Bộ. Thời điểm mạnh nhất, bão đạt cấp 10, giật cấp 12. Sáng sớm ngày 23 tháng 7, sau khi di chuyển vào vùng biển ven bờ, khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, cường độ bão giảm nhanh, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Mưa lớn kỷ lục đã bao trùm khắp các tỉnh miền Bắc sau khi bão số 2 quét qua, gây ngập lụt nghiêm trọng ở một số địa phương như Điện Biên, Hà Nội. Trước diễn biến nguy cơ bão lũ dồn dập có thể xảy ra vào các tháng cuối năm nay, Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị trong ngành hàng không có phương án sẵn sàng chuẩn bị đối phó với bão lũ. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng nếu có nhằm đảm bảo an toàn khai thác khi điều kiện thời tiết bất lợi do thiên tai gây ra. Cơn bão nhiệt đới có tên gọi là Apple cũng là cơn bão số 7 tại Nhật Bản, đang hướng về thủ đô Tokyo và các vùng lân cận, gây ra mưa lớn và gió giật mạnh ở nhiều nơi. Các hãng hàng không đã phải hủy bỏ hơn 600 chuyến bay nội địa và quốc tế tại hai sân bay Haneda và Narita, trong khi rất nhiều chuyến tàu ra vào thủ đô Tokyo và các vùng lân cận bị đình chỉ. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng phải ban hành hàng loạt cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn đối với người dân. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, tính đến 8 giờ sáng ngày 16 tháng 8 theo giờ địa phương, cơn bão nhiệt đới Apple đang tiếp tục di chuyển về phía bắc Nhật Bản với tốc độ khoảng 20 km/h trên vùng biển Hachijojima, cách thủ đô Tokyo khoảng 100 km về phía đông đông bắc. Do ảnh hưởng của không khí ẩm từ cơn bão tràn vào, mưa dự kiến sẽ tăng cường không liên tục ở Tokyo và khu vực Kanto, quần đảo Izu, Tohoku và khu vực Tokai ngay cả trước khi bão đến gần. Tại thủ đô Tokyo và vùng Kanto, mưa và gió giật mạnh đang tăng nhanh chóng. Đặc biệt, một dải mưa tuyến tính sẽ xuất hiện ở các tỉnh như Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Tama, quần đảo Izu, Kanagawa và Yamanashi cho đến đêm 16 tháng 8, làm tăng nguy cơ xảy ra thảm họa, lũ lụt và lở đất. Dự báo trong 24 giờ, tính đến sáng ngày 17 tháng 8, lượng mưa dự kiến tại các vùng Kanto, Kosin có thể lên tới 300mm, vùng Tohoku 200mm và vùng Tokai 120mm. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phải ban hành hàng loạt cảnh báo về khả năng gió giật mạnh, sóng cao, lở đất, lũ lụt, nước sông dâng cao, đồng thời kêu gọi người dân vùng Kanto thận trọng, hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết, ở nơi an toàn và thường xuyên cập nhật tin tức về cơn bão. Trong khi đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 7, hơn 600 chuyến bay nội địa và quốc tế khởi hành từ sân bay Haneda và Narita đã phải hủy bỏ, dự kiến ảnh hưởng tới lịch trình của hàng trăm nghìn khách hàng. Hàng loạt các dịch vụ tàu cao tốc, các tuyến tàu trong khu vực đô thị tại Nhật Bản cũng bị hủy hoặc cắt giảm. Công ty điện lực Tokyo cũng cho biết, tính đến 8 giờ sáng ngày 16 tháng 8, khoảng 1.700 hộ gia đình ở khu vực Kanto đã bị mất điện do ảnh hưởng của cơn bão Apple, trong đó có khoảng 560 hộ gia đình ở thành phố Tsukuba, tỉnh Ibaraki, 750 hộ gia đình ở thành phố Funabashi, tỉnh Chiba và khoảng 390 hộ gia đình ở thị trấn Manazuru ở tỉnh Kanagawa. Ngày 14 tháng 8, khoảng 50% hộ gia đình và doanh nghiệp ở Puerto Rico, vùng lãnh thổ hải ngoại của Mỹ, lâm vào cảnh mất điện khi bão Ernesto di chuyển vào vùng biển ấm trên Đại Tây Dương. Ngay trước đó, cơn bão này đã gây mưa xối xả trên lãnh thổ Mỹ. Theo Luma Energy, nhà cung cấp điện chủ lực tại Puerto Rico, hơn 725.000 hộ gia đình và doanh nghiệp trong tổng số khoảng 1,5 triệu khách hàng trên đảo không có điện để sử dụng. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Luma Energy, ông John Saka cho biết, hiện chưa thể xác định rõ thời điểm chính xác khôi phục được hoàn toàn lưới điện, song nhấn mạnh hơn 1.500 nhân viên đang khẩn trương sửa chữa nhằm cấp điện trở lại sớm nhất có thể. Trung tâm bão quốc gia NHC của Mỹ cho biết, tính đến chiều cùng ngày, bão Ernesto đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với sức gió 120 km/h. Tâm bão hiện cách thủ phủ San Juan của Puerto Rico khoảng 365 km về phía Tây Bắc. NHC dự báo bão Ernesto sẽ áp sát vùng lãnh thổ hải ngoại Bermuda của Anh, cách bang North Carolina của Mỹ khoảng 1.093 km về phía đông vào ngày 17 tháng 8 tới đây. Trước đó, có thể gây mưa sớm nhất vào ngày 15 tháng 7. Cũng theo trung tâm này, trong khoảng 48 giờ, Ernesto có thể tăng cấp thành cơn bão lớn từ cấp độ 3 trở lên với vận tốc gió lên tới 179 km/h.
Cũng trong ngày 14 tháng 8, sân bay quốc tế Luis Muñoz Marín đã nối lại hoạt động sau khi hủy 145 chuyến bay vào 2 ngày, trước khi bão Neto rời khỏi quần đảo Virgin của Mỹ. Lượng mưa dự kiến tại đây là 152mm, trong khi ở phía đông nam Puerto Rico dự báo lượng mưa lên tới 254mm. Cảnh báo bão nhiệt đới đối với quần đảo Virgin, vùng lãnh thổ Puerto Rico và các đảo lân cận đã được dỡ bỏ vào chiều ngày 14 tháng 8. Tuy nhiên, tại Puerto Rico và quần đảo Virgin có thể sẽ có gió giật suốt thời gian còn lại trong ngày. Ernesto là cơn bão đại Tây Dương thứ hai được đặt tên trong một tuần, được dự báo sẽ hứng chịu nhiều cơn bão dữ dội. Cơn bão đầu tiên có tên Depi đã đổ bộ vào bờ biển vịnh Florida hồi tuần trước, làm ngập một số khu vực ở cả hai bang North Carolina và South Carolina với lượng mưa lên tới 600mm. Trước đó, trong tháng 7, cơn bão Beryl, cơn bão đầu tiên, đồng thời là cơn bão cấp 5 sớm nhất trong mùa bão Đại Tây Dương năm nay, đã càn quét Caribe và bờ vịnh Mexico, đoạn qua bang Texas, khiến hàng chục người thiệt mạng và gây thiệt hại khoảng 6 tỷ đô la Mỹ. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!